Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần phím home, cảm biến vân tay trên điện thoại OnePlus 5T đang có mặt tại di động cocop.vn. Nó giống như là cảm biến vân tay trên các mẫu của điện thoại Xiaomi, tách rời khỏi bảng main và nối bảng main bằng sợi cáp nhé. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần phím home, cảm biến vân tay trên OnePlus 5T, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di động có cấp.vn có mọi loại linh kiện trên OnePlus 5T phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Đối với phần cảm biến vân tay, phím home trên OnePlus 5T, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.